Một cái kỹ năng vô cùng quan trọng để bạn có thể biến mọi ước mơ trở thành hiện thực, để bạn có thể thành công được trong kinh doanh hệ thống, đó là kỹ năng kể chuyện. Bạn phải học cái cách để kể những cái câu chuyện mà truyền cảm hứng. Cái câu chuyện đầu tiên mà bất kỳ ai đều có thể làm được, dù là nông dân, dù là công nhân, dù là lớp 3, lớp 8, dù là người bán cá, bán rau, vân vân, đó là câu chuyện sử dụng sản phẩm. Nó một cách rất là đơn giản là khi bạn uống sản phẩm vào và nó tạo ra cái sự thay đổi như thế nào trước và sau khi sử dụng đó, bạn bắt đầu kể cái chuyện sự thay đổi đó thôi. Và cái câu chuyện đó nó càng thay đổi tích cực, nó có hưng phấn, nó có cảm xúc, nó có năng lượng ấy, và người ta thích cái câu chuyện về sự thay đổi đó thì người ta sẽ mua sản phẩm của bạn, hoặc là người ta sẽ đồng hành, người ta sẽ làm việc cùng với bạn. Rồi kể dần dần, bạn kể cái câu chuyện về cái việc mà bạn chuyển hóa và thay đổi bản thân như thế nào, từ một cái người nóng tính trở thành một cái người rất là bình tĩnh, từ một cái người đầy sân hận trở thành một cái người rất là yêu thương, từ một cái người có lối sống rất là bản năng, rất là nhiều những cái thói quen không tốt, và bạn trở thành một cái người có một cái phong cách sống khỏe mạnh, những cái thói quen rất là tốt. Và chính cái sự thay đổi đó, cái câu chuyện đầy cảm hứng đấy, đó nó tạo ra một cái sức hút rất là lớn. Và kể chuyện thì ai cũng có thể kể chuyện được. Bạn có đồng ý với tôi không? Nếu bạn uống bất cứ một cái gì, bạn ăn một cái món ngon gì, bạn đều có thể kể được. Cho nên kể chuyện là một cái kỹ năng vô cùng quan trọng, và có thể nói đó là một kỹ năng then chốt để bạn bán hàng hay tuyển dụng hay đào tạo vân vân đều phải sử dụng kỹ năng kể chuyện.